Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một dụng cụ khá hay dùng trong việc lấy dấu, và nó lấy dấu tự động. Nó đến từ hãng Rheinstein của Đức, nơi nổi tiếng với đồ cơ khí. Và hãng Rheinstein này chuyên sản xuất dụng cụ cầm tay từ năm 1959. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm việc của thiết bị nhé. Rồi, rất đơn giản thôi. Đây, cái đầu này nó lấy dấu tự động. Các bạn muốn lấy dấu ở đâu thì các bạn chỉ việc đặt vào đấy thôi. Và các bạn ấn. Đó, đây là đã ra dấu rồi. Và cái này nó rất là tiện, là các bạn có thể chỉnh lực ở đây. Vặn ở đây. Vặn vào, xuôi trừ cái mùa này là nó sẽ tăng lực. Và các bạn đặt vào đấy thôi. Và ấn. Lấy dấu rất là nhanh. Chúng ta không cần phải dùng cái đục và cái búa để đóng thì nó rất bất tiện. Đó, đây là chúng ta sẽ tăng lực lên. Tăng lực lên. Đây, tôi sẽ vặn thử hết rồi này. Đây, đây. Và ấn thôi. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy là kích thước của các cái lỗ lấy dấu này nó sẽ to nhỏ khác nhau do lực chỉnh lực ở đây. Cái này của nó cao nhất được 130 Newton mét và thấp nhất là 60 Newton mét. Và nó rất là thông minh. Cái đầu này có thể thay được. Dùng một thời gian nếu mà nó cùn, chúng ta có thể hoặc là mài hoặc là thay. Nhưng mà chúng ta nên thay. Cơ cấu rất là đơn giản thôi. Nó chỉ như thế này thôi. Rất là đơn giản. Đó. Đó, xong. Đây là mũi dấu con đập. Rất đơn giản thôi. Và lấy dấu xong thì chúng ta có thể khoan rất là nhanh. Khoan luôn. Khoan luôn rất nhanh. Đó. Rất nhanh. Không sợ bị trượt, trượt mũi khoan. Rồi, cảm ơn các bạn. Đừng quên like, share và subscribe kênh của tôi để đón nhận những video mới nhất, những dụng cụ mới nhất của các hãng nổi tiếng thế giới. Cảm ơn các bạn.